À, chào mừng toàn thể quý vị và các bạn quay trở lại với kênh ẩm thực 4.0. Thì ngày hôm nay thì cũng một thời gian rất lâu rồi, chúng tôi cũng quá nhiều thời gian, có quá nhiều việc bận nên là không lên được cái video kênh này. Nên là ngày hôm nay tôi xin chia sẻ với quý vị và các bạn một cái món ăn mà rất nhiều người cũng biết đến. Đó chính là món cá hấp bia. Đấy. Thì tôi đã mua đầy đủ gia vị cần có. Đây. Thứ nhất là sả này. Đấy. Thứ nhất là sả này. Thứ hai là rau răm này. Đấy. Đây tôi mua đầy đủ hết đây rồi. Thứ ba là gừng này. Đấy. Chanh này. Đấy. Ớt này. Và cũng không thể thiếu, nói ăn cá thì không thể thiếu được, đó chính là thì là và hành. Đấy. Và đã hấp bia thì không thể nào là thiếu bia được, đúng không? Tôi làm hẳn ba lon, ba lon bia chắc chỉ hấp hết một lon thôi. Đấy. Còn cuối cùng đó chính là cá, thì tôi ngày hôm nay có hai vợ chồng nhưng mà cũng làm lấy một khúc to như thế này. Đây. Đấy, một khúc cá như này. Và bây giờ tôi sẽ đi rửa cá và bắt đầu nhặt gia vị. Đấy, bắt đầu nhặt gia vị để tôi ướp cá, sau đó thì cho vào hấp. Đấy, bây giờ tôi sẽ nhặt sả này. Cái sả này ta bóc lấy cái lõn và đập đập dập ra và băm nhuyễn. Đấy, sau đó chúng ta ướp thì cực kỳ hiệu quả, đúng không? À, thì cực kỳ thơm. Bây giờ nhặt đến rau răm. Cái rau răm này có vẻ hơi già.
Đấy, rau răm xong rồi, bây giờ đến thịt lạc, hành. Trước tiên là phải đi ướp cá đã. Thì ướp cá thì tôi phải rửa sạch, đúng không? Phải rửa rửa gừng, đây củ gừng đây, gừng mới xả trước đã. Đấy, sau đó chúng ta đập dập lên đây. Đập dập hết nhé. Đấy. Dập dập xong rồi chúng ta ấy nó nhuyễn nhá. Đấy. Rồi. Và chúng ta đừng bỏ những cái cả cả những cái vỏ bóc này là chúng ta cũng không nên bỏ, mà chúng ta lên cắt thành từng khúc để lót dưới đáy lồi nhá. Đấy. Lót dưới đáy lồi. Đây, cho lót vào đáy lồi như thế này. Cả cả những cái này chúng ta cũng không lên vứt nó đi. Bây giờ tôi sẽ
đập gừng ra băm nhuyễn vào. Ai ăn được ớt thì chúng ta ấy thêm ớt, tại vì nhà mình ăn thì có con nhỏ nên là mình không cho ớt. Cái này xong, bây giờ tôi sẽ bắt đầu đi rửa cá. Rửa cá để chúng ta ướp. Đấy. Đấy, rửa xong thì bắt đầu tôi sẽ cho ướp gia vị. Và chúng ta lưu ý này, khi chúng ta làm là chúng ta phải cái cá to này là chúng ta lên khứa khứa ra để cho chúng ta bóp gia vị nó sẽ ngấm. Cái này nó hơi nhỏ, tôi sẽ cho ra một cái tô to hơn. Tôi cho tí canh lên. Cái tô hơi nhỏ một tí. Nhà của hai vợ chồng làm cả khúc này là hơi to. Rồi. Bây giờ xong phải để đây cho nó ngấm mắm muối và ngấm gia vị. Đấy. Thì chúng ta sẽ làm tiếp cái bước tiếp theo là nhặt hành. Thank you.
so này ta để cất vào đây. Rồi, đã rửa sạch. Và chúng ta bây giờ sẽ rửa tiếp ở những cái này. Những cái bọc ngoài của cái lá xả này. Đấy, chúng ta nhiều người là cứ ấy xong vứt nó đi thì nó sẽ không được thơm lắm. Nhưng mà chúng ta lên giữ lại. Đấy, bản thân tôi là tôi luôn giữ lại và tôi chỉ vứt cái gốc đi thôi. Còn những cái bẹ này là tôi vẫn giữ, tôi rửa sạch. Sau đó chúng ta cũng cứ đập dập nó ra, lấy ngửa cái sống dao lên như thế này. Đấy, ta đập dập đi. Đập dập để cho nó ra cái tinh dầu của cái xả nó sẽ rất thơm. Sau đó chúng ta cứ cho vào cái đáy như thế này. Chúng ta cứ cho vào đáy. Rồi. Hấp này thì nó hơi công phu, thời gian nó hơi lâu một tí. Đấy. Sau đó là lúc này chúng ta bật bia đổ vào. Đấy. Chơi quả lon bia Hà Nội luôn. Người ta thì cho lửa lon thôi, nhưng tôi thì chơi cả lon. Bia vào. Rồi, chúng ta cho thêm chút nước nữa. Cho khoảng một bát con này nước nữa này. Rồi, ok. Sau đó này chúng ta bỏ cái đồ này, đồ hấp nhá, chúng ta bỏ ở đây. Đấy. Rồi, như vậy là lúc này bắt đầu chúng ta sẽ cho vào, chúng ta cho cá vào này sẽ hơi lâu đấy. Sẽ hơi lâu.
Rồi. Và cái hành với cả cái những cái này là lúc nào gần chín chuẩn bị ăn chúng ta mới cho vào nó mới thơm được. Đấy, và bây giờ như này là chúng ta đặt lên bếp thôi và đậy vung lại. Đấy, và giờ đặt lên bếp nó bắt đầu bật lửa. Và lấy vung đậy lại thế là xong. Như này là chúng ta chờ đợi. Đấy, thường như này là nó sẽ rơi vào, để mình om vào nó sẽ rơi mất khoảng 1 tiếng. Rồi, bắt đầu gần đến là ăn, đến lúc được ăn thì anh em chúng ta là sẽ lên thái cái đây là cái rau thì là nhá. Chúng ta lên thái nhỏ ra. Đấy, thái nhỏ trước khi chúng ta cho vào. Nó sẽ rất thơm nhé, chuẩn bị đến được ăn rồi. Đây, mời quý vị các bạn cùng quay đây. Rồi, bây giờ sẽ cho tất cả vào đây, rắc đều lên trên này. Trước khi ăn khoảng 5 phút thì chúng ta nên làm như vậy nó sẽ rất thơm nhá. Rồi, và cuối cùng chúng ta cho thêm hành. À, chúng ta để hết lên chốc như thế này, đúng là lên cắt ra thì hợp lý hơn. Có khi tôi lấy cái kéo tôi cắt ra hành với cả rau răm. Tôi lấy cái kéo, nên lấy cái kéo cắt ra như thế này cho nó đỡ cảnh quảng, nhìn nó đẹp hơn đúng không? Như vậy là sau khoảng 1 tiếng hấp đấy, cá người ta thấy chín rồi, đó là người ta mở to lên một tí để cho nó nhanh chín cái rau thôi. Như này khoảng 5 phút nữa là chúng ta bỏ ra chúng ta ăn được đấy, và tí nữa tôi bày lên đĩa thì review toàn để quý vị các bạn chúng ta cùng xem. Rồi, và bây giờ cá đã chín, bây giờ tôi sẽ gắp ra. Gắp ra bày lên đĩa. Ấy, thằng quá. Đây toàn bộ là gan. Quên chưa tắt bếp. Có cho con ăn trứng cá không? Rồi, ok. Tuyệt vời. Rồi, mời quý vị các bạn cùng thưởng thức nhá. Đã hoàn thành xong món cá hấp bia. Đây, quý vị các bạn nhìn thấy hấp dẫn không?